Tại sao mà Việt Nam chúng ta cứ để nước ngoài người ta xếp hạng mà chúng ta không phải làm một cái bộ xếp hạng của chúng ta? Tâm huyết tìm tòi một hệ thống xếp hạng tiêu chuẩn Việt, bộ tiêu chí UPM đã ra đời với mục tiêu tiếp cận đến số đông các trường đại học. Bằng cách đối sánh, các trường đại học có thành tích gần nhau sẽ được xếp cùng một nhóm. Đối sánh gắn sao là hình thức trực quan để các trường đại học dễ dàng công khai, minh bạch chất lượng đào tạo. Là một cơ sở giáo dục đào tạo trẻ thuộc nhóm các trường đại học ứng dụng, Đại học Đại Nam đã nhìn thấy cơ hội xây dựng sự tin tưởng cho người học và nhà tuyển dụng nếu được gắn sao. Bấy lâu nay người ta đã quen đến khách sạn gắn sao 1 sao cho đến 5 sao. Như vậy hoạt động gắn sao trong giáo dục đại học thì dần dần cũng sẽ đem lại một cái quan niệm cho phụ huynh học sinh, tức là sao càng cao đồng nghĩa với việc chất lượng về đào tạo dịch vụ càng tốt. Sẵn sàng tham gia gắn sao, nhưng đa phần các trường đại học đều cho rằng UPM mới chỉ là kết quả bước đầu của một đề tài nghiên cứu. Để xếp hạng một cách chính thức, theo luật giáo dục đại học năm 2018, cần phải có một pháp nhân phi thương mại mang tính độc lập. Hiện nhóm nghiên cứu đang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào sử dụng bộ tiêu chí này. Nếu được thì chúng tôi có thể sẵn sàng là tham gia thẩm định số liệu. Và khi thẩm định số liệu rồi thì tất cả các tiêu chí đều có thể so sánh là anh được mức là 3 sao, 4 sao, 5 sao. Ngày càng có nhiều trường tự nguyện tham gia đối sánh, đối chiếu, công bố những cái tiêu chí của UPM thì càng hỗ trợ cho các bên liên quan, công chúng, xã hội, người học hiểu biết hơn về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Một trong những ưu điểm của UPM khiến các trường thoải mái tham gia là việc bộ tiêu chí không xếp hạng theo thứ tự trên dưới, mà trường nào thỏa mãn các tiêu chuẩn thì được đánh giá sao tương ứng. Việc này sẽ tránh được hiện tượng các trường chú ý vào cạnh tranh thứ hạng hơn là chất lượng thực. Mà đây hiện lại là điều mà dư luận đang nghi ngại trước những vụ việc ồn ào khi có các trường đại học tìm mọi cách để có chân trong các bảng xếp hạng quốc tế.